Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Ngày hôm nay trong một cái buổi trưa ngày cuối tuần thứ bảy này, em Hương sẽ lại lên sóng ngày báo giá trực tiếp hơn 100 đầu xe đang được chào bán bên em với nhiều mẫu xe mới về, giống như ví dụ như là bán tải này. Bán tải Colorado số sàn 2018 giá chỉ trên 400 triệu thôi. Và về thêm rất là nhiều Innova. Và ngày hôm nay em Hương còn về thêm một chiếc xe i10 2018 số sàn màu trắng bản sedan 2 đầu nhé. Chào bác Anh Minh này, chào bác Nguyễn Đình này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Và kết nối qua Zalo cho em có hotline 0354602790. Em đây Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Dạ, em chào anh Minh ạ. Thả tim, thả like và cho em Hương xin những lượt chia sẻ, những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ nhé. Chào anh Trương Nguyễn này. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em ạ. Buổi trưa ngày hôm qua thì em Hương không like, nhưng buổi tối ngày hôm qua em có bù lại một buổi livestream ấy ạ. Nhưng mà buổi tối hôm qua thì ít khách hàng biết đến là em livestream gấp, nên buổi trưa ngày hôm nay lại về đúng công việc thường ngày của em các bác nhé. Cho em thương xin những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ mới đi các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Em chào anh Gia Linh Cao này. Số hotline Hương đã ghim trực tiếp ở phía dưới bài báo giá của mình rồi. Chào anh Nguyễn Thanh Bình ạ. Innova thì em mới về thêm 212, 215 form mới, 2010 và sâu hơn nữa có 206 này, 7 chỗ ngồi có Innova. Chào anh Đoàn Kim Tiệp ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Và em có i10 nhá, i10 màu trắng xe gia đình 2018 số sàn, giá cực kỳ yêu luôn, giá chỉ có 299 triệu thôi ạ. Bán tải có Isuzu D-Max này. Có Colorado số sàn và số tự động này và rất là nhiều dòng xe bán tải nhá. Hey nhơ. Cảm ơn anh giai đoàn Kim Tiệp nhá. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác nhà mình ạ. Chào anh Nguyễn Quang Huế này. Có lẽ bây giờ em Hương xin phép được quay sang cam sau nhé. Một buổi trưa cuối tuần rồi, một ngày làm việc quá là vất vả mà mệt mỏi rồi, cho em Hương gửi lời chúc sức khỏe cho khách hàng nhà mình ạ. Chào bác Coco, phải đến 2 tháng nay em mới gặp anh Coco nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Innova có này, i10 có này, i10 2018 luôn, đời cao giá rẻ. Và ngày hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe i10 2016 nhé. i10 đời 2016 số tự động đẹp. Mà điều đặc biệt là số tự động nhưng bản 1.2 cực hiếm luôn. Em đang chờ bán chiếc xe i10 2016 bản đủ 1.2 với giá là 345 triệu. Đời 2016 ạ, xe thì mới về thôi. Xe mới về có i10 nhá. Em chào bác Trường Nguyễn này, chào chị gái Khánh Huyền này, chào bác Ngô Gia Huy này. Eco Sport 2017 số tự động bản Titanium và em đang chào bán với giá là 458 triệu. Chưa ngày hôm qua mới về đây. Ngày hôm qua buổi bao là báo giá livestream là vì đi mua chiếc xe này các bác này. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao bản Titanium số tự động đẹp 8 túi khí an toàn, đời cao 5 chỗ ngồi nhưng giá cực kỳ hợp lý luôn. 458 triệu có Eco Sport cho các bác nhà mình đây. Màu cam nhá, 2016 thì sáng nay full tiền về Nam Định rồi. Khách hàng mang đi test hãng, check hãng thoải mái xong là về Nam Định rồi các bác này. Còn đây là 2017 em mới về trưa ngày hôm qua đây. Đề lổ thông minh, đầu đài nguyên bản theo xe. Đề lổ khởi hành start top này. Cửa sổ trời 8 túi khí an toàn, có điều hòa tự động auto cho em nhé. 458 triệu đời 2017 có Ford Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Kính hôm nào cho anh mượn đeo quả top top. Ok anh Giai Trương Nguyễn nào. Chào bác Bạch Công Đảo, chào bác Lên Võ, chào anh Giai Nguyễn Áo nào. Đẩy view, đẩy like, nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em nào. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe i10 số tự động nhé. Đời 2016 bản nhập khẩu và động cơ trang bị 1.2. Bình thường i10 tự động nó chỉ là bản 1.0 thôi, nhưng hôm nay em về luôn bản 1.2 nhá, cực kỳ đẹp luôn. Hồ sơ cầm tay cho bà con luôn. i10 2016 số tự động đẹp, giá chào bán tầm loanh quanh là 345 triệu các bác nhá. 2016 là 345 triệu. Bản nhập 1.2. Mức tiêu hao nhiên liệu nếu như là trong đô thị tầm 8 lít quay đầu, vì em này là bản 1.2 này. Còn nếu như ngoài đường cao tốc hay những cái đường khu vực mà xa đấy thì các bác ơi, đi cứ chỉ tầm 4 đến 5 lít thôi ạ. Có xe Lexus em có nha, em có Lexus anh nhá, nhưng mà hiện tại không có ở nhà. Một chiếc xe Lex vừa dùng xăng vừa dùng điện em có nhá, giá chỉ trên 500 thôi, màu trắng đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, em có Lexus ạ. Để lại số điện thoại cho em anh Duy Điển nhá. Anh Kiều Duy Điển ơi, để lại số điện thoại em tư vấn cho ạ. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào.
có Innova giá tầm 200 triệu không? Anh Phương Hoàng ơi, tầm 200 triệu Innova thì em không có, nhưng anh cố lên tầm 35 triệu nữa. 35 triệu nữa là em có Innova số sàn với nước sơn màu đen. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi đời 2006 nhá. 2006 Innova màu đen cực hiếm luôn, chỉ có 235 triệu thôi. Để lại số điện thoại cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay, vì em còn bớt còn bao hồ sơ nhá. Chào anh Đăng Văn Mạnh nào, đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên. Chào bác Diễm My, chị gái Diễm My thật xinh gái luôn này. Chào bác Vũ Trần nhá, mới về đây ạ. Y10-2016 số tự động bản 1.2, bản nhập ấn này, la răng đa chấu, một dàn lốp dày, gương kính cụp chỉnh tự động cho em bản 1.2 đi cực sướng luôn. Rất là hiếm khi có bản 1.2 như này các bác nhé. Tay nắm cửa có phím mở, một trạm thông minh, đề lồ khởi hành start top, màn hình Android cảm ứng này. Em quên cầm chìa khóa rồi, con này nó chốt chìa khóa rồi. Lẹp chân kính này, vỉ chắn mưa, tay nắm cửa này, một dàn lốp dày. Hồ sơ cầm tay các bác mua về cứ thế là vào tên luôn thôi. Vào tỉnh nào, vào tỉnh nào thì mình vào tên tỉnh đấy luôn các bác nhé. 345 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Em chào anh Giai Nguyễn Công Thành, chào bác Khiên Xã Đàn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào. Với những tầm tiền như trên 100 triệu em cũng có rất là nhiều xe luôn nhé. Ngày hôm nay thì em còn về thêm một siêu phẩm Kia Rio. Hiện tại em không có Kia Rio số tự động này, Kia Rio số sàn này, Kia Rio số sàn biển 17 Thái Bình, Kia Rio số sàn với động cơ trang bị của 1.4 bản nhập hàn nguyên chiếc. Em đang chào bán với giá là 310 triệu đồng. Nếu như màu trắng số tự động sẽ là 395. Còn số sàn 2015 giá hợp lý hơn nhé. Nước sơn màu bạc em đang chào bán với giá là 310 triệu đồng đấy ạ. Có Kia Rio số sàn đây. Bản sedan 2 đầu nhập hàn nguyên chiếc, đời cao, đời 2015 nhưng giá chỉ có bao nhiêu ạ? 310 triệu đồng. Bao hồ sơ em cũng còn bớt cho các bác nhà mình. 94 Bạc Liêu công tử chào 34, em cảm ơn anh Gia Văn Khương nhé. Rất là xa luôn, một khoảng cách địa lý, nhưng nhờ có Facebook, nhờ có mạng xã hội nên kết nối được rất là nhiều những anh chị em, những cô dì chú bác, những bạn bè thân yêu của em Hương nhá. Nên các bác ơi thả tim thả like cho em nào. Dù là Bạc Liêu này, hôm trước thì em có chốt cờ đuôi về Kon Tum này, CDX thì chốt về Đắk Lắk này, Accent chốt về thành phố Bình Phước này. Rất là nhiều những vùng tỉnh khác nhau bà con đều ủng hộ em. Nên các bác ơi thả tim, thả like, chia sẻ giúp em đây Hương các bác nhé. Kia Rio số sàn đời 2015, 310 triệu đồng, nước sơn màu bạc, nhìn form dáng xe khá là đẹp và trẻ trung nhé. Trẻ trung năng động này, biển 17 có cam lùi đầy đủ cho em rồi. Sơn si đẹp, sơn si rất là mỏng luôn, nhưng thân vỏ thì cực kỳ cứng cáp này. Sơn si mỏng, thân vỏ cứng cáp, màn hình Android cảm ứng, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi ạ. Có Kia Cerato 2019 bản màu trắng không ạ? Em tạm hết Kia Cerato 2 đời cao anh nhé. Em có Kia Cerato đời 2012 và 2011 phiên bản hatchback ạ. Em chào anh Giai Sinh Lê, này, chào chị gái Thơm Lê. Thả tim thả like nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe mới về để phục vụ bà con nhà mình đây ạ. Ví dụ như một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu xanh lõn chuối này. Em này là số sàn nhé, nhưng giá chỉ có 138 triệu thôi. Đời 2012 Kia Morning số sàn ạ. Đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên nào các bác ơi. Giảm ngay 10-15 triệu đồng khi các bác ủng hộ em Lê Hương bằng những lượt chia sẻ khi mà chốt xe trên like nhé. Kia Morning đời 2012 giá chào bán là 138 triệu. Nước sơn màu xanh chuối này, màu xanh chuối biển 89, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. 138 triệu có Kia Morning đây ạ. Đầu đài nguyên bản theo xe, ghế da xịn đẹp rồi, nước sơn màu xanh bắt mắt nhá. Hôm trước thì em phun tiền một chiếc màu như thế này nhưng mà là tự động ạ. Xe công vụ của em Lê Hương về Thái Bình rồi. Thì ngày hôm nay em về thêm một chiếc xe số sàn giá hợp lý hơn rất là nhiều. 138 triệu có Kia Morning 2012 số sàn đây ạ. Chào anh Giai Lý Thượng, chào bác Hồ Hiếu, chào bác Phạm Sự Tùy Duyên, chào anh Được Nguyễn nào. Các anh Giai ơi thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Giá chỉ từ 58 triệu là có xe ô tô đăng ký 5 chỗ ngồi rồi. Anh xin chào bà chủ salon ô tô Lan Hương xinh đẹp. Chưa mua được xe chỉ muốn ngắm em. Cảm ơn anh bác Sinh Lê nhé. Chào anh Giai Phạm Sự Tùy Duyên ạ. Thả tim thả like cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe luôn. Chào bác Duẩn Lê này. Ở đây em còn mới về thêm một chiếc xe nữa đây. Với nước sơn màu đen đẹp, một chiếc xe Lancetti CDX đời 20
đời 2009 nhưng giá chào bán chỉ có 238 triệu thôi. Lacetti CDX đời 2009 này, vô lăng thiết kế 3 chấu tích hợp các phím bấm trên vô lăng, ghế da 2 màu, đầu đài nguyên bản theo xe, một dòng xe nhập Hàn nhưng giá cực kỳ hợp lý luôn. Bản sedan 2 đầu, phân khúc cỡ xe đầm chắc đi cực đẹp luôn. Và em đang chào bán với giá là 238 triệu số tự động đẹp đời 2009 đây ạ. Em có Innova 2010 này, i10 sedan 2 đầu mà 2014 à. i10 sedan 2 đầu 2014 thì em tạm hết. Em mới về thêm i10 nếu như mà sedan thì em có 2016 bản đủ 295 triệu bản 1.2 màu đen này. Bản thiếu thì em có màu trắng biển tư nhân Hải Dương 2018 bản thiếu 1.2 em đang bán là 299 triệu. Và màu bạc cũng là đời 2018 mà bản thiếu 1.2 và em đang bán cũng là 299 triệu nhé. Quay anh xem con Rio màu trắng biển 30. Ok anh ơi đây, một siêu phẩm Kia Rio đời 2015 biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu trắng đẹp. Em này thì full lịch sử hãng cho em nhé, full lịch sử hãng ạ. Kia Rio em đang chào bán với giá là 395 triệu, full lịch sử hãng luôn, phiếu bảo dưỡng bảo hành vẫn còn nguyên đây các bác này. Màn hình đầu đài có màn hình bé rồi. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, có nhớ ga tự động cruise control, trần lỉ zin nhá. Ghế da cao cấp đẹp rồi. Một chiếc xe Kia Rio đời 2015, máy số zin, full lịch sử hãng em đang chào bán là 395 triệu. Biển thủ đô Hà Nội các bác ơi, nước sơn màu trắng đẹp. Bác nào về Hà Nội thì cứ yên tâm đi ạ. Giới thiệu loại 5 chỗ gầm cao, ok. Anh lính đánh thuê ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Kia Rio em có 2 chiếc. Một chiếc là biển thủ đô Hà Nội, một chiếc là biển Quảng Ninh nhá. Hai chiếc xe đều đẹp, đều zin luôn. Để lại số điện thoại cho em ạ. Có xe nào tầm 100 triệu quay đầu không em? Em có chị gái Nguyễn Hồng nhá. Cùng giữ máy nào em một chút ạ, giữ máy nào em một chút nào. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson và một dàn Eco Sport. Đủ màu luôn. Đợi em một chút nè, để lại số điện thoại em tư vấn cho các bác nhà mình. Anh Giang đi đánh thuê để lại số điện thoại nào. Anh Đình Thắng ơi để lại số điện thoại cho em nào. Bác Vạn Sự Tùy Duyên đã để lại số điện thoại rồi ạ. Innova đợi em một chút nhá. Innova cách xa em mấy con xe nữa, đợi em một chút nào. Vừa rồi bác nào hỏi em Vios à. Vios thì em có Vios đời 2015 và đời 2017. Vios đời 2015 xe gia đình nước sơn màu bạc, biển 22 Tuyên Quang, xin nhan trên gương. 2015 thì sẽ là máy đen các bác nhé, chưa lên máy trắng đâu ạ. Một chiếc xe Vios không khoan đục, không taxi, không dịch vụ em đang chào bán với giá là 345 triệu. Đời 2015 số sàn, đời 2015 số sàn em Lê Hương đang chào bán là 345 triệu. Lên màn hình Android cảm ứng lớn rồi, cam lùi đầy đủ cho em, có Toyota Vios 2015 các bác nhé. Thả tim thả like nào các bác ơi, chia sẻ mạnh mẽ nào, quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn và hỗ trợ cho mình. Innova đời 2010 em có 275 triệu thôi. Em có Innova từ 2006 này, Innova 2006 này, 2007 này, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, đầy đủ Innova luôn. Ở đây thì em Hương có hai siêu phẩm Innova đây, xem em này là đời bao nhiêu nào. Thả tim thả like lên cho em là ok anh Gia Đình Thắng nhá. Đừng quên kết nối Zalo cho em ạ. Kết nối qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn này. Đây là chiếc xe Innova đời 2015 đây ạ. Fortuner em tạm hết anh Yên Bùi ơi, Fortuner em tạm hết. Fortuner rất là hiếm luôn. Giá thì ngược gần như giá mới mà xe các bác dân bán ra rất là đắt nên em khó nhập lắm ạ. Chào anh Giai Cường Đồng Nát này, chào anh Trương Văn Nguyễn nào, thả tim nào các bác ơi. Innova máy số zin form mới đời 2015 với động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Và em Lê Hương đang chào bán chiếc xe Innova này với giá là 418 triệu. 418 triệu, 3 hàng điều hòa độc lập tương ứng với 3 hàng ghế mát lạnh này. Một dàn lốp dày na răng đa chấu này. Form này là form mới nhá, đời 2015. Innova đời 2015 418 triệu. Hồ sơ em cứ để em lo nhá, cho các bác đỡ phải đi lại vất vả này. Có Innova đời 2015 đây. Con Vios gần con Innova thì như thế nào ạ? Vios nào gần Innova nhỉ?
Đấy là Hyundai Accent anh nhá. Đấy là Hyundai Accent. Con màu đen này là Accent anh Phạn Sự Tùy Duyên ơi. Còn con Vios vừa rồi em đọc 315 triệu đấy là đời 2015. Bản E máy zin nhá, bản E. Nhưng mà bản E 2015 thì vẫn là form máy, vẫn là máy đen nhá. Anh Phạn Sự Tùy Duyên ạ. Con chào mợ Nguyễn Hạnh này. Em chào anh Trương Văn Trường này. Thả tim, thả like, đẩy view lên cho em nào. Ngày hôm nay các bác lại đi đâu rồi? Một ngày cuối tuần các bác ơi, đẩy view giúp em được không nào? Chiếc này không phải là Vios đâu mà là Hyundai Accent ạ. Accent bản nhập số sàn với động cơ trang bị 1.6 nhá. Rất là hiếm khi về Hyundai Accent số sàn màu đen. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có dải đèn led, đèn gầm đầy đủ này. Biển thủ đô Hà Nội 30F. Xin nhan trên gương, bản sedan 2 đầu Hyundai Accent 2016 này. Máy số zin bản nhập, lên màn hình Android cảm ứng rồi. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi. Các bác nhìn phần táp ly này, táp ly khá là đẹp luôn. Với đời 2016 máy số zin. Nếu mà nói về kém thì em này có bộ ghế hơi xấu một chút, vì nó hơi sần một chút thôi. Nhưng nếu bác nào thích thì em bọc lại màn hình, bọc lại ghế ra cho mình luôn nhé. Vì màn hình có ăn, màn hình Android rồi. Số sàn đời 2016, thiết kế bản sedan 2 đầu với lớp sơn màu đen đẹp, táp ly 2 màu, la răng đa chấu, phanh ABS cả 4 bánh này. Có cam lùi, cảm biến va chạm phía sau đầy đủ cho em ạ. Có cho em một chiếc xe Hyundai Accent. Số sàn 365 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Em chào anh Giai Hùng Lý nhé. Innova 2015 đẹp quá em Hương ơi. Dạ anh ơi, chiếc xe này là đời cao nhất hiện tại về dòng Innova nhé. Em có rất là nhiều Innova, nhưng mà để về xe mà không đá qua chốt dịch vụ nào thì em có 2015 và 2012, 2013. Còn nếu như đời sâu hơn một chút như 2017, 2007 và 2006 thì còn có đá đưa một chút dịch vụ nhá. Nhưng mà máy số vẫn chất. Dịch vụ là gì? Dịch vụ tức là xe người ta có chạy dịch vụ gia đình thôi, chứ còn không khoan đục, không đổi màu đâu ạ. Không đổi màu đâu. Còn Innova 2015 và Innova 2012 thì chuẩn xe gia đình luôn, không chạy một ngày nào dịch vụ đâu ạ. Anh Cường Đồng Nát anh Cường Đồng Nát khen Innova 2015 đẹp quá, quá xuất sắc luôn. Và đây thì em còn có thêm một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning thiết kế 5 chỗ ngồi với động cơ trang bị 1.0 và em đang chào bán với giá là 228 triệu có Kia Morning. Em chào anh Danh Tạ Kim, chào anh Sơn Đài Bùi, chào bác Nguyễn Thảo, chào bác Nguyễn Long, chào bác Nguyễn Thành Công và chào anh Sáu Long nhé. Chào anh Nguyễn Quang Sáu ạ, à, chào em gái, em cảm ơn anh ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Kia Morning đời 2010, bản nhập Hàn, số tự động với nước sơn màu xanh. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, em này là bản nhập lên điều hòa sẽ là auto tự động này. Xe công vụ của nhà em đây các bác này, xe thợ nhà em đi công vụ đây. Sáng đi tối về, có khách là bán thôi, xe rất là ngon luôn, đầm chắc. Sấy sưởi ghế hai vùng, điều hòa mát lạnh, màn hình Android cảm ứng đầy đủ cho em rồi. Có Kia Morning 2010 bản nhập và giá chào bán chỉ có 228 triệu thôi. Thả tim, thả like nhiệt tình lên nào, lắng rồi. Một chút nữa em sẽ đi vào bên trong nhé. i10 số tự động bản sedan 2 đầu thì em tạm hết. Em có i10 số tự động bản hatchback nhé. Có 2016 màu bạc và 2018 màu đỏ nhá, hồ sơ cầm tay cho các bác rồi. Anh Hoàng Mạnh Đình nếu như quan tâm về i10 thì để lại số điện thoại cho em ạ. Innova 2020 em tạm hết nhá. Em chào anh Giai Đồng Hương Minh Vũ nào. Thả tim, thả like nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Trần Tài, chào anh Vũ Thái Sơn. Kia Morning bản nhập số tự động biển thủ đô Hà Nội, lên la răng hoa mai dạng mới rồi. Và giá chào bán là 228 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Cảm ơn anh Giai Tống Nam nào, thả tim đẩy view mạnh mẽ lên cho em ạ. Ngày hôm nay thì em còn có một siêu phẩm đã đến từ Nhật Bản nhá. Toyota bản nhập Nhật. Toyota RAV4 đời 2008 số tự động đẹp. Dòng xe 7 chỗ ngồi, nhưng mà em này là dòng bản 5 chỗ cộng 2 nhá. Bản này là bản là 5 chỗ cộng 2. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, biển 15 Hải Phòng. Toyota RAV4 em đang chào bán với giá là 399 triệu. 399 triệu bản nhập Nhật. Giữ được nguyên bản của xe luôn. Nếu như đời 2008 hầu hết các dòng xe sẽ là máy ra rồi, máy làm lại rồi, nhưng riêng Toyota RAV4 2008 của em Hương vẫn giữ được máy zin. Nội thất vẫn là zin, zin từng con ốc luôn. Dòng xe 5 chỗ cộng 2 em đang chào bán là 385 triệu. Bản 2.3 nhá, 7 chỗ ngồi nhưng là 7 chỗ cộng 2, 5 chỗ cộng 2 nhá.
Captiva số tự động màu vàng cát em có anh Hà giáo ơi, có luôn cả máy dầu luôn nhá. Captiva số tự động bảo màu vàng cát em có máy dầu. Số sàn thì em có máy xăng màu đen nhá, có Captiva đây. À, chiếc này là chiếc xe Toyota Jazz 2008 đây, 399 triệu ạ. Và hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe Ford Fiesta vừa mới về đây các bác này. Vừa mới cập bến đây. Ford Fiesta giờ mới cập bến nhá. Giá chào bán của em này trên 300 một xíu thôi, đời 20 đời 2017 này. À đâu, 23 nhỉ? Đời 2013 các bác ạ. À, xin giá i10 tự động màu đỏ. i10 tự động màu đỏ là 2018, giá là 375 triệu anh nhá. Giá là 375 triệu. Santa Fe 2016 máy dầu âm tạm hết anh Hải ơi. Em có Captiva máy dầu 209 số tự động màu vàng cát 315 triệu nhá. Bác nào quan tâm về số tự động Captiva máy dầu để lại số điện thoại em hỗ trợ tư vấn này. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những đăng ký kênh nhá. Và bác nào ủng hộ em Hương thì các bác ơi yêu thương em bằng những lượt chia sẻ mới cho em đi nào. Và ngày hôm nay em còn mới về thêm Ford Fiesta. Ford Fiesta số tự động đời 2013 em đang chờ bán với giá là hơn 300 triệu một chút, xe vừa mới về để tí em xem mà tầm 300 mấy nhỉ? 320 quay đầu thôi các bác ạ. 300 hơn 300 một chút đi nào. Ford Fiesta. Màn hình Android cảm ứng này, điều hòa mát lạnh, vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi. Bản hatchback 2 đầu à, bản xe bản hatchback 1 đầu nhưng không hề bị ngắn đâu. Rất là dài, la răng đa chấu này, cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến, có cam lùi đầy đủ cho em rồi, có Ford Fiesta. Hiện tại em Lê Hương đang có hai chiếc xe Ford Fiesta số tự động. Một chiếc màu đỏ 285 triệu đời 2011. Chiếc màu trắng này là đời 2013 giờ mới về đây. Giá chỉ trên 300 triệu một chút thôi ạ. Kia Rio thì em có Kia Rio 2015 số tự động bản sedan 2 đầu biển thủ đô Hà Nội và biển 14 Quảng Ninh. Màu trắng 395 triệu. Và em còn có thêm một chiếc xe Kia Rio đời 2014. Đời 2014 với nước sơn màu đỏ biển thủ đô Hà Nội. Em đang chào bán với giá là 380 triệu. Máy số zin, có loa trầm, có độ lên cho em là có độ lên cho em là gì nhỉ? Căn chỉnh làn đường này, có cảm biến phía trước bằng giọng nói nhá. Có Kia Morning hơn trăm không? Em có Kia Morning hơn trăm ạ. Số sàn có hơn trăm. Số tự động cũng có hơn trăm. Còn bác nào mà đang quan tâm về i10 số sàn trên 200 thì em có này. i10 đời 2016 số sàn với động cơ trang bị của em nó là 1.0. Em i10 bản đủ 2016 màu trắng này em đang bán là 258 triệu. Sơn si sạch sẽ, ghế là ghế lỉ nhá. Màn hình Android để lỗ thông minh, phanh ABS, túi khí an toàn, có đầy đủ cho em ạ. Hyundai Avante thì em có một chiếc xe Hyundai Avante đây, giữ máy đợi em một chút nhá. Kia Morning hơn trăm em nhiều lắm ạ. Hyundai Avante với nước sơn màu xanh xám, đời 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Hyundai Avante em đang chào bán với giá là 359 triệu. Điều hòa auto số tự động đẹp, động cơ trang bị của em này là 2.0 nhá. Hyundai Avante 2013 em đang bán là 359 triệu ạ, có Hyundai Avante ở đây. Còn với những dòng xe trên 100 triệu thì em có một là Hyundai Getz này. Hyundai Getz đời 2000 mấy nhỉ? Đời 2008 số sàn bản Nhật Hàn 145 triệu, có xe Hyundai Getz màu xanh nhá. Hyundai Getz màu xanh bản 1.1 số sàn 145 triệu, trên 100 triệu có này. Và còn có cả Spark đây. Đẩy view lên cho em nào các bác ơi. Chào bác Nghi Lê, chào bác Hoài Lam, chào anh Lê Văn Nhuận, chào bác Trần Cao Ngoãn này, chào bác Dương Kiều. Một chiếc xe Chevrolet Spark đời 2010, xe đăng ký 5 chỗ ngồi với động cơ trang bị 0.8, ăn xăng như ngửi luôn. Em này thì ăn xăng như ngửi luôn, máy số thì kêu nhẹ ơi là nhẹ luôn các bác này. Và giá chào bán chỉ có 98 triệu thôi. 98 triệu có cho em một chiếc xe Kia Morning, à chiếc xe Spark. Chevrolet Spark đời 2010 đây, động cơ trang bị 0.8, 98 triệu này. Chào anh Hoa Anh Túc, chào bác Mạnh Sáng, chào bác Đại Việt Hoàng, chào bác Dương Kiều này. Và bên đây em còn có Kia Morning đời 2011 nhá. Giá số sàn của em này là số sàn, giá cũng chỉ có 130 triệu thôi. 130 triệu có Kia Morning số sàn đây ạ.
mình nhá, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Chào anh Giai người phán xử, chào bác Nguyễn Khánh Bi, chào bác Phạm Chiến này. Kia Morning số sàn đây bác. Bác nào vừa hỏi em Kia Morning nhỉ? Bác Lưu Gia Huy ơi, Kia Morning số sàn đời 2011, biển 26, nước sơn màu bạc, nội thất, ngoại thất đều đẹp luôn mà giá chỉ có 130 triệu thôi. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7/2023 còn miên man nhá. 130 triệu có Kia Morning đời 2011 số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, máy số đại chất luôn. Màn hình nghe nhạc giải trí vừa vừa thôi, không quá to nhưng đủ để các bác nhà mình nghe nhạc giải trí này. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng, 130 triệu có Kia Morning cho em ạ. Đó, ok chưa ạ? Forte, Kia Forte em hết rồi, em có khách bay Nam Định chốt rồi anh Mạnh Sáng nhá. Em có Kia Cerato, Kia Rio, rất là nhiều dòng xe Kia nhưng mà Kia Forte em vừa mới chốt xong ạ. Có Cola không bạn ơi? Cola em tạm hết nhá. Dòng 5 chỗ gầm cao thì em có một là Tucson, hai là một dàn những dòng xe Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. Giá chỉ 400 và hơn 400 một chút thôi nhưng toàn đời 2015, 2016, máy số zin đẹp thôi ạ. Bác nào đang quan tâm về chiếc xe Captiva số tự động này của em thì các bác cùng em nghe hết em review chi tiết này. Captiva máy dầu đời 2009, động cơ trang bị là 2.0, số tự động đẹp, màu vàng cát, biển 17 Thái Bình nhá. Captiva máy dầu 2009 em đang chào bán với giá là 315 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm luôn. Fiat trên 100 triệu em có, anh Giai Hoàng Văn Sơn ơi, để lại số điện thoại và giữ máy giúp em nào. Captiva đời 2009, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon có đèn gầm này. Xin nhan trên gương, 7 chỗ ngồi gầm cao có kệ bước chân lên xuống la răng 6 chấu nhá. Một dàn lốp dày, nhìn các bác nhìn la răng rất là đẹp luôn. Captiva máy dầu, động cơ trang bị 2.0. Máy dầu tất nhiên là sẽ ăn ít nhiên liệu hơn là máy xăng rồi, tính về kinh tế sẽ hơn rồi. La răng vô lăng 4 chấu này có túi khí an toàn. Và dòng xe này khá là nhiều option cho em. Ví dụ như là hỗ trợ trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo này, điều hòa auto, củ số thẳng, cần số của phanh tay của Captiva nó cũng sẽ khác hơn một chút này. Fiat hơn 100 triệu em có bản Nimo 2010 màu đen sedan hai đầu đợi em chút nào. Captiva 7 chỗ ngồi, máy dầu, ghế lái đều là ghế lái chỉnh điện, gương kính auto. Giá chào bán là 315 triệu nhá. 315 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Vios trên 100 triệu thì em còn có một chiếc duy nhất màu đen. Nhưng em này không phải là bản E các bác nhá. Em chào anh Giai Cường móm nào, bác người vận chuyển này và anh trai Hoàng Văn Sơn, để lại số điện thoại em quan tâm tư vấn về chiếc xe Vios 2010 bản Nimo nhá. Anh Giai Cường móm ơi, đẩy view lên cho em nào. Các bác ơi lên 200 nào. Có bán chịu không? Có em bán chịu luôn. Bác Vĩnh Phúc nào, bác Vĩnh Phúc là biển 88 đúng không ạ? Đó, em tìm cho đúng biển 88 bán chịu cho luôn này. Một siêu phẩm Vios đời 2010 bản Nimo, các bác nghe kỹ này. Bản Limo nhưng mà lâng lên thành E. Nguyên bản của em nó là bản Limo nhưng mà lâng lên thành E. Và giá chào bán là 196 triệu. 196 triệu đời 2010 số sàn. Nội thất bên trong của em nó nhìn phát là biết ngay là limo. Vì limo nó sẽ đen tuyền. Nếu như bản E táp ly phần này, trên là phần sáng, dưới là phần vàng. Nhưng riêng limo là đen xì hết cả xe nhá. Trần da 6D, ghế da cũng là 6D. Nếu như các bác hỏi em là dòng xe này có chạy dịch vụ không, thì các bác phải hiểu cho em rằng limo là có dịch vụ rồi. Phần lớn Kia Vios là chạy dịch vụ, mà đã là limo là sẽ là dịch vụ rồi. Nhưng mà máy số nó còn ngon, chất lượng không đâm xô, không ngập nước, em vẫn về phục vụ bà con nhà mình. Nên nếu bác nào mà không thích dòng limo thì không lên chốt chiếc xe này. Còn nếu như với tầm tiền 196 triệu hồ sơ cầm tay, full bình xăng đi về thì các bác có thể tham khảo Vios cho em. Vì dòng này khá là lành, tiết kiệm nhiên liệu, đồ nghề sửa chữa không sợ bị hỏng vặt đâu ạ. 350 triệu có con nào không em? 350 triệu là một trong những cái tài chính quá là ok luôn anh Dương và Mạnh Hồng nhá. Bác nào quan tâm Vios Limo 196 triệu bao hồ sơ để lại số điện thoại này. Ví dụ như một siêu phẩm Ford Fiesta này, em này chỉ rơi vào tầm 300 bao tiền nhỉ? Em xem lại xem nào. Đời 2013, số tự động đẹp Ford Fiesta em đang chào bán với giá là
318 triệu có Ford Fiesta 2013 số tự động đẹp với nước sơn màu trắng đây. Anh Dương Mạnh Hồng ơi, để lại số điện thoại cho em nào, cho anh ra mất niềm tin nào, đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Ford Fiesta vừa với cặp bến bên em Lê Hương chưa được 5 phút đồng hồ đâu. Bác nào xem buổi báo giá của từ đầu cùng em thì biết rằng giờ mới về đây. Ford Fiesta số tự động xe mộc nguyên bản, chưa qua spa, chưa qua make up đây. Sơn si đẹp 318 triệu đời 2013. Còn nếu như cố lên được một chút thì em có Kia Rio anh nhá, có Kia Rio ạ. Kia Rio biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu trắng đẹp, động cơ trang bị 1.5 đời 2015 full lịch sử hãng đây. Kia Rio bản nhập Hàn, máy số zin biển thủ đô Hà Nội. Em đang chào bán là 395 triệu. Và em còn có thêm một chiếc xe Kia Rio nữa đây ạ. Em chào anh Giai Võ Cảnh nào, chào bác Nguyễn Mân nào, đẩy view lên. Ô, đi đâu kia? Đi đâu rồi anh ở đấy? Vừa mới thấy Thọ lại đi rồi. Kia Rio đời 2015, số tự động đẹp, máy số zin đẹp, biển 14 này, 395 triệu các bác nhìn này. Đèn led phía sau là đèn led bật độ đủ lên rất là đẹp luôn. Cảm biến va chạm phía sau, 4 mắt cảm biến va chạm, có siêu phẩm Kia Rio nhá, vừa định quay. Thì hôm nay không biết Thọ thì em lại mang siêu phẩm gì đây, mà bắt đầu đi bắt xe rồi các bác ạ, làm xe công vụ rồi. Vì em nó 1.4 nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu nên là hay mang lên làm xe công vụ các bác nhá. Bật cái ô lên không, điện thoại nóng quá lại sập bây giờ. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Nếu như mà tầm số tự động 7 chỗ ngồi, em còn có cả Captia Kia Carrion nhá. Kia Carrion với biển kiểm soát là biển 43A. Kia Carrion đời 2013, máy số zin. Và em đang chào bán chiếc xe Kia Carrion này với giá là 368 triệu. 368 triệu có Kia K3 đây. Lên 300 khách hàng, lên 500 khách hàng ngày hôm nay em lại bớt thêm. Khi mà các bác ủng hộ em gái Lê Hương nào. Kia K3 máy xăng số tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Điều hòa cũng là điều hòa auto. Và điều đặc biệt là Kia Carrion còn có cho em cả cửa sổ trời này. Ghế da zin 368 triệu 7 chỗ ngồi số tự động đời 2013. Quá là đẹp cho một siêu phẩm Kia Carrion này. Ghế lái chỉnh điện, điều hòa auto, cửa sổ trời. Đây là những cái mà Innova không hề có nhé. Innova số sàn thì không có nhiều option, quan trọng là ăn ít xăng và bền. Kia Carrion cũng là 7 chỗ nhưng điều hòa auto này, màn hình này, ghế lái chỉnh điện này, cửa sổ trời này. Nếu như bác nào thích nhiều option thì có thể cân đối cho em về Captiva, máy dầu hoặc Kia Carrion số tự động nhé. Em có cả Kia Carrion giá rẻ số sàn ở đây. Ví dụ như một chiếc xe Kia Captiva này. Captiva này là đời 2008 này. Em đang bán với giá là 209. Captiva đời 2009 em đang chào bán với giá là 228 triệu. 2009 Captiva số sàn màu đen, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, à 7 chỗ ngồi nhá. 7 chỗ ngồi giá rẻ có Captiva. Nhưng mà nhìn hình thức của em nó khá là cao to hầm hố và nhiều option này. Màn hình Android này, điều hòa auto này, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo nhá. Captiva thì không có cửa sổ trời nhưng ghế da zin đẹp luôn rồi. 328 triệu có Captiva đời 2009 cho bà con nhà mình đây ạ. i10 số tự động đời 2014 em mới về nhá. i10 số tự động đời 2014 em mới về đây. Bác nào đang quan tâm về i10 thì không thể bỏ qua đâu. i10 tự động bản nhập ấn nhưng điều đặc biệt em này là còn bản 1.2 cơ. Bình thường i10 bản số tự động chỉ là 1.0 thôi. Nhưng em mới về thêm bản 1.2 này. Màn hình Android đề lỗ thông minh, gương kính cụp chỉnh, một dàn nốp dày. Hyundai i10 số tự động đời 2016 giá chào bán là 245 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm Vios dưới 100 triệu thì em có bản Nimo. Nhưng bác nào mà đang quan tâm về Vios đời cao hơn thì em có Vios đời 2017 này. Vios đời 2017 biển 18 đây, 18 Nam Định đây. Vừa rồi bác nào Nam Định bảo mua triệu, em cho mua triệu luôn đây. Xe đẹp quá em ơi, em cảm ơn anh Vinh Đào nhá, Đào Văn Vinh ạ. Thả tim thả like đẩy view lên 500 khách hàng ngày hôm nay cho em đi các bác ơi.
sắp rất là nhiều mẫu xe luôn. Gần Tết rồi, thời điểm bây giờ mua xe gần Tết là quá là hợp lý luôn. Thứ nhất, đa dạng về mẫu mã và hình thức. Thứ hai là giá chưa bị phải vào giá Tết. Một vài tháng nữa là nó lên giá Tết thì mua nó là sẽ bị ít hay nhiều, sẽ bị ảnh hưởng của Tết, sẽ phải lên mất vài triệu một đầu xe. Nên hiện tại bây giờ trên 100 đầu xe mà giá chỉ từ 58 triệu thì các bác ơi, chọn ngay cho mình một chiếc xe để phục vụ bà gia đình đi ạ. Chào bác Thu Hoài Đinh, chào bác Hạnh Vũ này, chào bác Thảo Toàn, chào bác Trần Thắng, chào bác Hùng Nhôm Kính này. Fiat đời 2017 bản E số sàn. Đến đời 2017 thì sẽ là form mới và máy trắng rồi. 4 bánh trang bị phanh ABS xi nhan trên gương. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon nhé. Fiat bản E xịn 2017 đây, nhưng giá giật mình luôn. 368 triệu đời 2017. Nước sơn màu vàng cát đây. Màn hình Android cảm ứng này, xe khá là cứng cáp và đẹp luôn. 2017 đời cao, giá hợp lý đây. 368 triệu có Toyota Vios bản E số sàn. Cảm biến va chạm phía sau thì em này chưa có, nhưng có cam lùi và có màn hình Android cảm ứng rồi. Có Toyota Vios nhá. Thả tim thả like nào. Chào anh Giai Nguyễn Được, chào anh Trần Văn Hải, chào anh Nguyễn Xuân Hoàn, chào anh Nguyễn Tuấn, chào anh Viết Bùi ạ. Nếu như i10 thì em còn có cả i10 đời 2016 này, nước sơn màu đỏ đẹp. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi và em này là số sàn nhé. Biển 14 Quảng Ninh đây. Biển 14 Quảng Ninh có cho em một chiếc xe i10 màu đỏ này. i10 màu đỏ đời 2016 đây. Và giá chào bán chỉ có 229 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 đời 2016 số sàn bản thiếu này. Giá chào bán là 229 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Xin lỗi các bác, nhưng mình bình luận nó bị ẩn nên em không đọc được cơ. Xe gì mà 58 triệu không xe 58 triệu là xe Matiz anh nhá. Matiz SE đời 2004-2005. Matiz SE xe đăng ký 5 chỗ ngồi, em này là 58 triệu này. Các bác nhìn mình ơi, Facebook nó đang bóp tương tác các bác bên YouTube và Facebook ơi. Nếu như mà các bác thấy bình luận mà em chưa đọc, chưa trả lời thì các bác bình luận lại giúp em nhé. Giờ mới đọc được đây. Xpander em tạm hết này, bác Sang Như này. Xe chạy bao nhiêu vạn rồi, anh Trần Hải Như ơi, xe nào chạy bao nhiêu vạn hộ em với, em chưa biết nào. Xe đẹp quá, cảm ơn bác là anh Lê này. Anh tôi thuyền xa bến ơi, 58 triệu là Daewoo SE Matiz của em nhé. Daewoo SE Matiz đời 2005. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, động cơ trang bị 0.8 ạ. Quay cho em gầm cao 5 chỗ, em ngó cái, ok. Anh chú này. Vâng. Gầm cao 5 chỗ thì em có EcoSport nhé. EcoSport nhá. Hai chú này là bên Nam Định hôm trước là đã ủng hộ em Hương chiếc xe EcoSport màu cam 5 chỗ ngồi 2016, vừa rồi đi test hãng giờ mới về đây. Test hãng giờ mới về đây thì ngay ngày hôm sau em lại về thêm này. EcoSport đời 2016, nước sơn màu trắng đẹp. SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, biển 88. 88 là biển Vĩnh Phúc rồi. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có đèn gầm cũng là đèn bi salon luôn. Xin phép cả nhà một giây sang nghe điện thoại thôi. Alo à? Dạ. Dạ vâng, anh kết nối Zalo số này em nhé. Tại vì em đang livestream đấy. Vâng, dạ. Dạ ok ok. Đấy các bác ạ, vừa mới lên sóng i10 cái là các bác gọi nhiều quá. Bao nhiêu ngày cháy i10 tự động thì hôm nay em về lên là tôi đã dậu 3 cuộc rồi. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Bên mình còn em Ford nào không? Em có Ford EcoSport này. Chào em Hương, dễ thương xinh quá, dễ thương quá, cảm ơn anh Lý Dậu này. Cảm ơn anh Trần Dung, anh Dung thân thôi. Để lại i10 tự động cho em nhé. Để lại số điện thoại em gửi cho anh nhé. Vì nếu như không có số điện thoại em không gửi qua Zalo được đâu. Granit của em có này, đợi em giữ máy này. Có xe nào 250 triệu, xe 250 triệu để các bác tham khảo cờ đuôi, số sàn hoặc là La City CDX số tự động nhé. Còn trên 400 triệu mà các bác muốn Tết năm nay gia đình nhà mình đi hẳn một chuyến xe mới này, một chuyến mới thì có này. 5 chỗ ngồi gầm cao Ford EcoSport đời 2016 này, với động cơ trang bị 1.5, xe đăng ký 5 chỗ ngồi dòng xe SUV. Máy số của em này là máy số zin nhé, bản 1.5, bản Eco siêu tiết kiệm. 8 túi khí an toàn quanh xe, có cửa sổ trời. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh, màn hình giải trí đề lộ khởi hành start top này. Nếu mà nói về Eco khu vực miền Bắc, đặc biệt tỉnh Hải Dương thì em Hương được gọi là vua Eco.
vua đô thị, vua 5 chỗ ngồi gầm cao. Vì sao ạ? Vì lúc nào em cũng sẵn eco luôn. Với những dòng xe vừa đẹp, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa lành bền như thế này thì em phục vụ bà con rất là nhiều luôn ạ. Về chiếc nào là hết chiếc đấy nhá. Ok, kết nối qua Zalo cho em đi ạ. 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. À, anh Nguyễn Xuân Thỏa ơi, Vios 300 là anh đang hỏi có Vios 300 không? Hay là anh đang bảo chiếc xe Vios của em là 300 triệu. Em đang bán là 368, anh đang bảo là 300 đúng không ạ? Không được đâu ạ. Nói từ từ thôi, thở hụt hơi chị ơi. Thật sự em bị hết giọng vì thời tiết rất là nắng luôn. Nên các bác thương em đẩy view cho em nhé. Sáng nay em dậy từ 4 giờ tiếp khách Nghệ An. Dậy từ 4 giờ tiếp khách Nghệ An ạ. Bây giờ nói nó vừa lắng các bác lại phải chui vào dâm này. Đầu đang chóng hết cả mặt lên. Lên các bác thương em nhá, ủng hộ cho em nào, đẩy view đẩy like lên cho em nào. Anh Dương Hưng ơi, Eco Sport. Eco Sport màu trắng 5 chỗ ngồi gầm cao 2016 này là 445 triệu. Xin nhan trên gương, đèn pha phía trước là đèn bi salon, có đèn gầm cũng là đèn bi. Kệ bước chân lên xuống này, một dàn lốp mít này. Đây là màu trắng nhá. Còn màu cam thì vừa rồi em đang đây, đang làm thủ tục chiếc màu cam 2016 full hãng về rồi. Test hãng thành công về rồi. Thì ngay buổi trưa ngày hôm qua thì em mới về thêm Eco Sport 2017 đây. Eco Sport 5 chỗ ngồi đời cầm cao đời 2017. Giá chào bán cũng chỉ nhỉnh hơn Eco 2016 một chút thôi. 258 triệu. 2016 thì em có 3 chiếc. 3 chiếc đen này, trắng này và đỏ này. 2017 thì có một chiếc màu cam này. Đề lổ thông minh, điều hòa auto, số tự động đẹp, 458 triệu Eco Sport 2017 đây. Gầm cao 5 chỗ ngồi có Eco Sport màu cam này. Màu trắng em quay rồi. Và đây em còn có màu đen này. Chào anh giáo sư Biết Tuốt này, chào bác Nguyễn Văn Lợi, chào bác Đoàn Bình, chào ba cho khách hàng thân yêu nào. Đẩy view mạnh mẽ lên giúp em được không nào. Say lắng thật sự luôn các bác ạ. Eco Sport em còn có cả màu đen nhá. Màu đen 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Đời 2015 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016. Eco Sport em đang chào bán với giá là con biển 15 mà. Biển 15 là con nào nhỉ? Đợi em một chút, em không nhớ hết biển về xe đâu. Các bác có thể bình luận lại giúp em không ạ? Eco Sport biển 14 em đang chào bán với giá là 415 triệu, đời 2015 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 nhé. Bao tết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Từ 300 triệu, 350 đến 400 mua xe gì chạy dịch vụ. Nếu như mà anh muốn quan tâm về xe chạy dịch vụ thì em nghĩ tốt nhất là anh lên đi mua Vios anh nhé. Anh lên quan tâm về Vios. Vios thì em đang có 2015, 345 triệu máy đen. 2017 màu vàng cát, 367 triệu màu vàng cát máy trắng nhé. Nếu mà để về chạy dịch vụ vừa sang, vừa rộng, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa lành, vừa bền thì các bác lên cân đối về Vios cho em ạ. Còn nếu như đi gia đình thì các bác lên đi những dòng xe tự động cho nó vừa, hai vợ chồng đi chung một xe đều ok. Moaling nếu như bác nào tầm tài chính dưới 200 thì đi Moaling tự động, bà xã nhà mình cũng có thể đi được. Ví dụ như chiếc xe Kia Moaling này của em Hương này, biển thủ đô Hà Nội, 4 số 1 chủ sử dụng từ đầu. Kia Morning đời 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010. Động cơ trang bị 1.0. Xe tự động em đang bán đây, 198 triệu ạ. Bác Minh Phạm ơi, để lại số điện thoại và bình luận lại giúp em nhé. Biển 15 là con nào nhỉ? Vios 2019 em tạm hết nhé. Cô có con nào Fortuner khoảng 700 không ạ? Fortuner thì em có một chiếc số sàn đời 2011. Fortuner máy dầu 2011 em đang bán là 535 triệu. Bác nào quan tâm về Fortuner cũng để lại số điện thoại cho em ạ. i10 em có vừa sàn, vừa tự động, vừa hatchback, vừa sedan nhé. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Chiếc này em đang bán là 198 triệu cho siêu phẩm Kia Morning đây. Có Kia Morning này, 5 chỗ ngồi gầm cao màu đen. Nếu như màu đỏ, màu trắng các bác không ưng thì em còn có màu đen nhé. Biển 14 Quảng Ninh này. Eco Sport bao chất hãng toàn quốc. Xin nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm còn đến qua tháng 2023 cơ. Màn hình giải trí, đề lổ thông minh, điều hòa auto tự động cho em ạ. Cửa sổ trời nhá. Và em này đang chào bán là 400, 415 triệu Eco Sport
415 triệu 8 túi khí an toàn. Dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương là chúa về eco rồi. Về chúa về eco rồi các bác ạ, rất là nhiều eco luôn. Ví dụ em này màu đen là 415 thì em này màu lâu cũng vậy luôn nhá, cũng là eco sport này. 415 triệu có eco sport màu titanium. Màu titanium có 5 chỗ ngồi gầm cao nữa đây. Rất là nhiều dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Quay tiếp 5 chỗ đi. Ok, mình theo dõi. Ok, Nguyễn Khánh này. Dưới 100 triệu em có, anh Hùng Vũ đợi em một chút nhá. Em sẽ quay một dàn eco luôn vì dòng xe gầm cao khu vực miền Bắc, đặc biệt là tỉnh Hải Dương thì em Hương lúc nào cũng là nhiều nhất luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao em này cũng là 415 triệu, đời 2015 đây. 415 triệu. Tất cả đều là bản titanium, số tự động, có cửa sổ trời, điều hòa auto, đề lổ thông minh. Ghế da cao cấp này, sân là thảm bè sạch sẽ, máy số zin. Những chiếc xe này em cho các bác nhà mình đi test hãng nhá, đầy đủ luôn. Bao hồ sơ đi test hãng này. 415 triệu 2015, 5 chỗ ngồi gầm cao bản titanium này. Từ nãy giờ là 4 eco rồi, thêm một eco màu đỏ đi. Đủ phong thủy cho các bác nhà mình luôn. Có cam, có trắng, có đỏ, có đen và có lâu. Bác nào mà ưng rồi mà kêu là anh thích màu kia màu nào em cũng có luôn, full bảng màu. Biển 23, 5 chỗ ngồi gầm cao tiếp theo là đời 2016 này. Eco Sport đời 2016 vẫn là bản titanium. Bản này là bản full kịch này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1, 2024. Xin nhan trên gương, nước sơn màu đỏ đẹp. Em này là điều hòa tự động nhá. Tất cả đều là bản titanium. Cửa sổ trời từ những bên cột kèo này, những cái bên này cũng có điều hòa, cũng có túi tự động, túi khí này. Eco em đang bán là 445 triệu, đời 2015. Bác nào quan tâm 5 chỗ ngồi gầm cao để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn và hỗ trợ nhá. Có Astra không? Em tạm hết ạ. Y10 được em có ạ. Kết nối Zalo cho em đi các bác ơi, kết nối Zalo cho em. 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn này. 216 máy số zin. Phía dưới thảm bác chủ cũng còn cách âm, cách nhiệt đầy đủ rồi. Cửa kính cũng dán phần phim chống nóng giảm nhiệt này, đầy đủ cho em rồi. Mà giá thì có bao nhiêu đâu, giá chỉ có 445 triệu thôi, 5 chỗ ngồi gầm cao. Nếu như để em Hương bỏ ra tầm 400 triệu, 450 triệu, chắc chắn em chọn eco luôn. 1.5 siêu tiết kiệm gầm cao 5 chỗ đi sướng này. Nhìn rất là sang trọng và lịch sự luôn, mà đi cực kỳ là nhàn nhá. Vì em này là số tự động này, ăn ít xăng này, rất là sướng luôn. Anh Nguyễn Khanh ơi, vừa rồi em đã lên 5 eco, đủ 5 màu, máy số zin, bao hồ sơ, bao test hãng, anh đã ưng chiếc nào chưa ạ? Đã ưng được chiếc nào eco của em chưa? Chào anh Giai Nghĩa Phạm, chào anh Giai Thái Trần, chào anh Nguyễn Chiến, chào anh Kiên Hạ Long, chào bác Khánh Trương nào. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em ạ. 100 triệu thì em có từ những dòng xe vài chục. Ví dụ như em này là em Spark này, Chevrolet Spark đời 2011 với động cơ trang bị 0.8, ăn xăng như ngửi đây. Giá chào bán 110 triệu đồng. Nước sơn màu trắng đẹp, cụm đèn halogen siêu sáng nhé. 110 triệu đồng có cho em một chiếc xe Spark. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 2023. Còn khá là dài luôn. Các bác nhìn bên trong nội thất này, sơn si sạch sẽ này, ghế da căng mọng luôn. Mặc dù giá chỉ có 110 triệu thôi nhưng quá là đẹp luôn. Các bác nhìn này, táp ly táp lô nội thất này. Chiếc này đi gia đình mua cho thợ nhà mình, nếu như các bác là cai xây cai sơn phải mua xe máy cho thợ đi làm thì đây, một chiếc xe này làm ông thợ đi rồi. Máy số đẹp, ăn ít xăng, tránh mưa tránh nắng, có khoang cốp để đồ, quá là hợp lý đúng không ạ? 110 triệu đồng đời 2008 có Chevrolet Spark cho bác, các bác nhà mình đây ạ. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Y10 em có Y10 nhá, đợi em một chút này. Innova này, nhiều xe đẹp lắm luôn các bác này, eco này. Chào cô Hảo Lê, chào bác Huỳnh Thị Vân, chào bác Dương Minh Hiếu, chào anh Trần Sinh. Máy dầu thì không chỉ những có máy dầu là 7 chỗ đâu, 5 chỗ cũng có máy dầu, 7 chỗ cũng có máy dầu. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi full option hiện đại, một chiếc xe dành cho các bác, những bác doanh nhân nhé. Một siêu phẩm Kia Sorento. Sorento máy dầu biển 18, cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi. Xin nhan trên gương, 535 triệu cho một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao full option hiện đại này. Màn hình ZTEC, điều hòa auto,
hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, máy eco tiết kiệm, máy dầu đây ạ. Cửa sổ trời full HD, 535 triệu với động cơ trang bị 2.0, điều hòa auto tự động cho em. Dòng xe 7 chỗ ngồi nhưng nhìn khá là lịch sự và văn minh luôn, các bác nhìn quá đẹp luôn. Màn hình gối phía sau, sấy sợi ghế phía trước rồi sấy luôn cả sợi ghế hai hàng ghế sau này. Thảm bệ sạch sẽ, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao có Eco, 7 chỗ ngồi gầm cao có Kia Sorento các bác nhé. i10 thì em rất là nhiều i10 luôn, sedan hatchback số sàn số tự động ạ. Trên 200 triệu, trên 200, đặc biệt là 200 bao nhiêu bác Đức Hoàng ơi. Ví dụ chiếc này trên 200 nó là 299 triệu đây. i10 đời 2018 số sàn, động cơ trang bị 1.2, bản thiếu nhưng bản 1.2 bốn máy này, trên 200 triệu đây, 299 triệu đời 2018, form mới nhá. Form mới cực kỳ đẹp luôn, đời cao. Nếu các bác xác định mua xe về chạy gia đình và có đá dịch vụ thì em nghĩ các bác lên, một là mua i10, hai là lên mua Vios các bác nhá, vừa lành vừa tiết kiệm. Chiếc này màu bạc em đang bán là 220 triệu. À xin lỗi, 229 triệu này, màu bạc. Em đang về thêm một chiếc màu trắng mà cũng là bản sedan 2 đầu 1.2 này nữa, cũng là 229 triệu ạ. À, có Abete không ạ? À, em không có, anh Đặng Quốc Giỏi ơi, em không có rồi. Bác Đức Hoàng ơi, để lại số điện thoại nào. Bác Soi Bangkok, để lại số điện thoại nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. À, Hoàng Hải ơi, chị đang tìm cho em cái rong ở nhà đang đặt rồi. Chắc là vài hôm nữa nếu có chị gửi lên cho. Cái đấy phải đặt cơ chứ, ở salon nhà chị là không có sẵn, cái đấy phải đặt cơ. Còn cái ở đằng sau thì chị sẽ đi tìm cho em nhá, vì cái đấy nó không bán sẵn đâu. Cái đấy nó phải ở xe cũ nào nó có thì mình mới lấy được. Ví dụ như họ bỏ đi thì mình mới lấy nhá. Còn không có sẵn đâu ạ. Chào bác Đàn Khoe, chào bác Hội Hoàng này. 5 chỗ ngồi gầm cao, 7 chỗ ngồi gầm cao và không thể kể đến đó chính là bán tải này. Một trong những cái dòng xe được rất là nhiều nam thanh niên, thậm chí những cái bác trung niên mà chở đồ, ví dụ như là khung nhôm cửa kính này, chở đồ, chở hàng này, thì bán tải quá là tuyệt vời luôn. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max biển thủ đô Hà Nội với động cơ trang bị của em nó là 2.5. Máy dầu 2 cầu số tự động đẹp, Isuzu D-Max máy số zin, một chủ sử dụng, sơn zin lên đến hơn 90%. Và em đang chờ bán chiếc Isuzu này với giá là 535 triệu. Lên thùng cao rồi, các bác không cần phải làm thùng nữa đâu ạ. Isuzu đây, 5 chỗ ngồi gầm cao thêm cái đuôi, các bác gọi là bán tải đây ạ. Isuzu D-Max 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là cuối tháng 12/2017 đây. Và em đang chào bán với giá là 535 triệu. 535 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Nếu như bác nào quan tâm thì trong buổi báo giá ngày hôm nay em sẽ cắt xả lỗ nhá. Em sẽ cắt xả lỗ này 530 triệu trong ngày hôm nay, cắt còn 500 tròn vẫn bao hồ sơ. Cắt còn 500 tròn nhá. Một khi đã cắt lỗ là em sẽ cắt lỗ thật là sâu này. Cắt còn 500 tròn cho các bác nhà mình nếu như quan tâm về Isuzu D-Max đây. Chào anh Giai Trọng nói phép, chào bác Kiếp Xa Quê, chào bác Đặng Thứ này, rất là nhiều mẫu xe luôn. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. i10 tự động thì em có vừa rồi mới về chiếc màu bạc. Và chiếc này nữa là chiếc màu đỏ này. i10 màu đỏ đời 2018, động cơ trang bị 1.0 số tự động. Chiếc màu bạc kia là 1.2, còn tự động kia này là 1.0 nhé. 2018 em đang bán là 375 triệu số tự động ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em còn có cả Hyundai Accent này, Cruy, à một chiếc xe Cruy cực kỳ chiến luôn. Thả tim, thả like, nhiệt tình lên cho em các bác ơi, hết hơi thật rồi. Không gào nổi nữa rồi các bác này, không kêu gọi chia sẻ được nữa rồi. Chevrolet Cruy thì em có từ 2011 cho đến 2016. Nhưng 2011, 2012, 2013 nó là màu đen. Đặc biệt chiếc xe này là đời 2016, form mới này. Form mới rồi lại còn độ lên body khá là đẹp luôn. Form mới độ body Chevrolet Cruy biển 36 Thanh Hóa đời 2016 máy số zin. Độ lên bộ on off rồi. Độ bô các bác nhá, độ bô rồi. Bác nào thanh niên hay thích những dòng xe chiến thì mới đi được dòng xe này. Vì nếu như mà mình tính cách trầm ổn thì không hợp với xe này đâu ạ. Vì nó là dòng xe thể thao. Lại còn độ lên bô on off, đi nó cứ bụp 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 cơ các bác ơi. Cruy 2016 338 triệu máy số zin. Form mới, nội thất đẹp, trần da 6D, màn hình Android đầy đủ rồi. Có độ bô on off, la răng đa 5 chấu dạng chiến cho em này. Xin nhan trên gương,
độ lên body form dáng cực đẹp luôn ạ. 338 triệu bao hồ sơ Chevrolet cờ đuôi 2016 này. Accent em có accent tự động 211 màu xanh và màu lâu, 345 triệu bản nhập. Và nếu vào đây thì em còn mới về thêm đây. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe bán tải Coronado. Bán tải Coronado ạ. Úi dồi, mệt quá các bác ơi, không thở nổi luôn này. Tầm Y10 250 triệu em có số sàn anh Toàn ơi, chết rồi. Bình luận nó bị ẩn em không thể đọc được. Kia Sorento là đời 2010, máy dầu 7 chỗ ngồi, em đang bán là 535 triệu full option. Bác nào quan tâm về Sorento để lại số điện thoại nhé. Em còn có cả Kia Sportage này. Kia Sorento là 535 triệu anh ơi, máy dầu nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao đúng không ạ? Em chào anh Danh Nguyễn Thuận, chào bác Thanh Hải này. Mà thật sự luôn các bác này, 5 chỗ ngồi gầm cao em còn có cả Kia Sorento đây. Kia Sorento đời 2010, 430 triệu thôi, biển 21. 21 có phải Yên Bái không các bác nhỉ? Không biết là tính 21 phải Yên Bái, tự dưng quên mất. Kia Sportage bản này là bản máy máy xăng, số tự động, 5 chỗ ngồi gầm cao, động cơ trang bị 2.0, em này cũng là full option này. Cửa sổ trời full HD, số tự động đẹp, có nhớ ga tự động cruise control, vô lăng tích hợp các phím bấm này, điều hòa auto, khóa cầu V-size, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ trơn trượt, ghế lái chỉnh điện 8 hướng này, kệ bước chân lên xuống. Kia Sportage em đang bán là 430 triệu, full option rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao em Hương có rất là nhiều, Kia Sportage, for Eco Sport, và còn có cả cho em cả gì nhỉ? Tucson, có cả Tucson các bác nhé, có cả Tucson đấy ạ. Chào bác Phúc Ly, chào bác Trọng Seven này, chào anh Giai Trọng 7 nào. Thả tim, thả like nào các bác ơi. Một dàn bán tải tự động em live stream thường xuyên rồi. Thì hôm nay em còn thêm một chiếc xe Kia Sorento. Ok bác Hạnh Đoàn nhé. Bác Hạnh Toàn ơi, anh Giai ơi, anh Giai đi xe SH trắng ơi, để lại số điện thoại rồi thì kết nối Zalo cho em luôn nhé. Xuống live này em tư vấn luôn đấy ạ. Bán tải này, Coronado đời 2018, số sàn nước sơn màu trắng đẹp, xe mới về buổi chiều ngày hôm qua đây. Bác nào đang quan tâm về bán tải số sàn thì không thể bỏ qua nhé. Một em đến từ thương hiệu Chevrolet, thương hiệu của Mỹ này, nên thùng thấp rồi, nước sơn màu trắng đẹp, bán tải Coronado. Đây, Colorado các bác này, biển 14 này, Chevrolet nhé. Bán tải đời 2018, đời cao chót vót, dán hết cả phim cách nhiệt, cách ồn đầy đủ cho em rồi. Nhưng giá chỉ có 470 triệu thôi. Mà đời 2018 các bác ạ. Coronado thì em có hai chiếc, đen là tự động, trắng là màu số sàn. Em này thì lên màn hình Android rồi, ghế da đẹp, máy số zin đẹp luôn. Sáng nay em có lên video chi tiết rồi. Bác nào thích bán tải số sàn thì xem lại video chi tiết cùng em nhé. Hoặc kết nối Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Bán tải Coronado đây, 470 triệu cho các bác nhà mình. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Kia Sportage 430 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao. Vào đây thì em còn rất là nhiều xe, ví dụ như Chevrolet Cruze này. Chevrolet Cruze đời 2011, phân khúc hạng C đẹp đây, 245 triệu. Nước sơn màu đen, biển thủ đô Hà Nội. Cruze là một trong những dòng xe mà được các bác quan tâm ủng hộ rất là nhiều. Máy số thì đi ngon, đầm, chắc và form dáng rất là sang và đẹp luôn ạ. Đây nhá, Cruze 2011, 245 triệu, biển thủ đô Hà Nội. Lacetti CDX thì em có đây, tự động, em này là tự động rồi. Lacetti CDX đời 2010, em đang bán là 255 triệu. Lacetti CDX nhưng mà độ lên form Cruze các bác nhá, độ lên form Cruze đây. Màn hình Android cảm ứng đầy đủ, màn hình chưa có, em này chưa có màn hình đâu. Sấy sợi ghế đầy đủ cho em rồi. Và em đang chào bán với giá là 255 triệu đời 2010 cho siêu phẩm Lacetti CDX ạ. Và bên đây thì em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze biển 36 này. Chevrolet Cruze biển 36, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, lắp lipo thể thao rồi. Em đang chờ bán chiếc Cruze đời 2012 này với giá là 255 triệu. 255 triệu Cruze 2012 này. Cruze 212 CDX 2010, Cruze 211 giá chỉ trên 200 thôi. Có đầy đủ cho em nhé. Ford Fiesta thì em có 213 màu trắng số tự động này.
và còn có cả Ford Fiesta đời 2011 số tự động đây. Biển 99 nước sơn màu đỏ đẹp, phiên bản hatchback nhưng không hề bị ngắn và cụt đâu. Ford Fiesta em đang chào bán với giá là 285 triệu cho siêu phẩm Ford Fiesta đây ạ. Số tự động máy dầu tầm 500 em có nhá. Ok, để lại số điện thoại cho em nào. Số tự động máy dầu có Tucson. Tucson vừa em vừa nhắc đến là màu nâu anh nhá. Tucson vừa nhắc đến là màu nâu. Đời 2010 máy xăng 2 cầu số tự động 438 triệu ạ. Bao hồ sơ và em vẫn còn bớt thêm. Để lại số điện thoại cho em ạ. Và đây em còn có một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning đời 2011 bản lắp ráp cho bản lại bản nhập rồi. Morning nhập nhé, không phải là bản lắp ráp đâu. Kia Morning nhập 2011 130 triệu. Bác nào đang cần tìm một dòng xe nhập 5 chỗ ngồi, giá chỉ hơn một chút, nó gọi là hơn trăm một chút thôi, thì có Morning nhập đây 130 triệu này. Và đây em còn có i10 mới về, với em có quay qua rồi, nhiều các bác quan tâm quá này. i10 tự động bản hiếm nhá, tự động rất là ít khi có bản 1.2, thì hôm nay em mới về bản 1.2 này. 2016 nhá, chiều nay em mới quay video được cơ, em quay qua thôi. Cờ đuôi em còn có cả 2013 này. Chevrolet cờ đuôi đời 2013, máy số zin, bản sedan 2 đầu, la răng 5 chấu dạng phay. Em đang bán là bao nhiêu nhỉ? 275 triệu. 275 triệu cờ đuôi này. Còn đây là chiếc xe Granit đây. Granit bác nào vừa hỏi em này. 7 chỗ ngồi số tự động có Mitsubishi đời Granit đây. 235 triệu hồ sơ cầm tay rồi. 235 triệu có hồ sơ cầm tay nhá. Anh Đức Hoa Hồng ơi, vừa rồi em có quay đây ạ. i10 đỏ đây. i10 đỏ 2016 là 229 triệu đời 2016 biển 14 Quảng Ninh này. Vì chắn mưa này, lẹp chân kính này, tay lắm cửa ốp mạ chrome. Em này là bản thiếu nhá, lên màn hình Android rồi. Động cơ trang bị 1.0, bản nhập 229 triệu. Nước sơn màu đỏ đẹp, xin nhan trên hông. La răng đa chấu đầy đủ cho em rồi ạ, đầy đủ hết rồi. Các bác về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Granit 7 chỗ ngồi, 235 triệu bao hồ sơ. Có lẽ là cuối cùng trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em sẽ báo giá của rất là nhiều xe các bác ạ. Kia Morning Van số tự động bản nhập em đang bán là 235 triệu. Kia Cerato 365 triệu 22. Kia Cerato 235 triệu 21, nhưng mà em mệt quá các bác ơi. Thở không nổi luôn. Ở đây em còn có một siêu phẩm Innova nhá. Innova máy số zin đời 2012, xe gia đình, biển thủ đô Hà Nội ạ. Mẹc 2016 ăn tạm hết nha, em có xem mẹc mới về. Mẹc E300 209 2010 thôi. 209 2010 em có mẹc E300 nhá, còn và có cả mẹc C250 209 nữa nhá. Còn mẹc 2016 ăn tạm hết rồi. Còn ở đây sẽ là chiếc xe cuối cùng trong buổi báo giá ngày hôm nay này. Một chiếc xe Innova, xe đăng ký 8 chỗ ngồi đời 2012. Máy số zin, vô lăng củ số đẹp từng cm này. Táp ly không hề có dấu hiệu khoan độc dịch vụ. Xe chính chủ gia đình bán lại cho em này. Màn hình Android. Innova 2012 ghế da bò, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Em đang chào bán là 438 triệu, máy số zin đẹp luôn nhé. 3 hàng điều hòa tương với 3 hàng ghế. Màn hình Android có cam hành trình, có cam lùi có này. Nội thất màu da bò cực kỳ xịn sò luôn. Cảm biến phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này. Quay tường con ốc trên live stream cho các bác xem này, không hề có dấu hiệu vặn mở nhé. Bấm đinh tán mang nước hai bên này. 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi, nhưng nếu hàng ghế thứ 3 không ngồi đến các bác cuộn gọn gàng lên như này thì sẽ là một khoang hành lý, khoang cốp lý tưởng để các bác mình đi chơi gia đình đây ạ. Đi dịch vụ ok, đi gia đình ok, 348 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Bác này, chủ của bác này, chiếc xe này là chủ cây xăng các bác nhé. Xe gia đình là chủ cây xăng đây ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Innova 2012 máy số zin. Vì live stream đấy không thể quay được gầm bẹ, chứ nếu như mở gầm bẹ và máy ra các bác mê luôn. Các bác sẽ mê luôn về với Innova 2012 đấy ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em các bác nhé. Thật sự là thời tiết nó nắng và khó chịu quá các bác ơi. Kia Cerato phiên bản hatchback thì em có đời 2011, 2012 em chưa quay hết được.
Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Chào anh nhà xe Quy Hà, chào bác Phùng Văn Phụ à, đúng không ạ? Thật sự là mặt em nó tưng bừng lên, tim đập rất là nhanh rồi, vì say nắng các bác ơi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như báo giá trên 100 đầu xe. Vẫn còn rất nhiều đầu xe chưa được em báo giá đến này. Thì thôi để ngày mai vậy các bác nhé. Thật sự là bây giờ em không thể nói được thêm nữa rồi. Cảm ơn tất cả khách hàng nhà mình đã dành chút thời gian quý báu buổi trưa ngày thứ bảy của mình để xem hết buổi báo giá cùng với em Lê Hương ạ. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào để lại số điện thoại hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. 11:30 ngày mai em lại có một buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Rất mong khách hàng sẽ vào quan tâm và ủng hộ nhé. Bác nào vừa rồi có để lại bình luận này, để lại những số điện thoại trên đây này, thì bây giờ xuống livestream em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình ạ. Bác nào mới xem lần đầu buổi báo giá trực tiếp của em Hương thì em Hương xin tự giới thiệu nhé. Em là Lê Hương ô tô Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng, giá chỉ từ vài chục triệu cho đến 1 tỷ quay đầu thì em có rất là nhiều luôn. Nên bác nào có muốn mua bán này hoặc là giới thiệu thì em sẽ gửi hoa hồng cho mình nhé. Địa chỉ bên em là địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong các bác có thể đến xem xe trực tiếp, chạy thử và cảm nhận chất lượng xe. Còn nếu như bác nào ở xa thì có thể tin tưởng em Hương, em sẽ nhờ bên vận chuyển ở bên thứ ba ship xe vào tận nơi cho mình ạ. Còn bây giờ thì em xin được dừng buổi video ở đây để xuống gửi inbox và tư vấn cho các bác nhà mình vừa rồi có để số ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình vào 11:30 ngày mai ạ. Đừng quên số hotline của em nhé, 0354602790. Xin chào và hẹn gặp lại.